Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với đầu tư tiền điện tử là Phong đây, và hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp những cái diễn biến của vàng nha chị nha. Thì trong tuần vừa rồi chúng ta đã cài SL dương ở vùng là khoảng 1980, thì anh chị thấy rằng là giá cả đã có những cái sự bứt phá ra khỏi cái kênh song song mà chúng ta đã bàn ở trong thời gian vừa qua nó đã bứt phá ra và cũng như là cản SL dương. Thì cái chuyện này thì chúng ta đã tính trước ở trong cái lệnh short của chúng ta từ trước đó anh chị, ở chúng ta short xuống tới cái ngưỡng là khoảng 1929, thì em có kêu anh chị là chốt 50% lệnh và giờ SL dương rồi, cho nên là cái lệnh này chúng ta bị quét SL thì nó cũng không có gì là quá ngạc nhiên, bởi vì chúng ta đã dự đoán trước. Và trong cái lần này thì chúng ta nên làm gì anh chị? Bây giờ chúng ta thấy được rằng là khi mà giá của chúng ta nó đã chạy ra khỏi cái kênh giá giảm song song này rồi, và đây là một trong những cái bước tiến mà rất quan trọng anh chị nha. Vì sao lại quan trọng? Bởi vì là nó quyết định rằng là liệu nó có tăng tiếp hay không, hay là nó chỉ là một cái đợt bơm giá ra để lấy thanh lý và sau đó là tiếp tục điều chỉnh. Thì cái yếu tố đầu tiên chúng ta phải nhìn nhận ở đây là gì anh chị? Là đối với đỉnh giá, thì đầu tiên chúng ta có một cái đỉnh ở cái vùng là khoảng 2010 đô la, đúng không ạ? Và sau đó chúng ta lại có cái đỉnh tiếp theo 2002 đô la, và tiếp đến là những cái vùng đỉnh sâu hơn là khoảng 1963. Và bây giờ trước mắt thì chúng ta đang có một cái sóng phục hồi lên và có cái mức giá ở đỉnh vừa rồi là khoảng 1994-1995. Thì về mặt cơ bản, nếu chúng ta nhìn ở cái phạm vi như là 1 giờ đi, thì chúng ta thấy rằng nó đang thay đổi cấu trúc và nó có thể là tăng. Nhưng mà chúng ta nhìn ở 4 giờ thì nó vẫn là một câu chuyện là chưa đẹp lắm anh chị. Bởi vì là cái đỉnh thời điểm hiện tại nó vẫn đang thấp hơn cái đỉnh ở lúc ban đầu. Cái vùng giá mà đã tạo ra một cái sự tăng trưởng mạnh lên và tạo ra mức đỉnh anh chị. Và hiện giờ thì nó đang bị chặn lại khá là nhiều. Và trong cái trường hợp mà khi mà giá cả của chúng ta bị chặn giá lại và đang có tín hiệu quay đầu như thế này, chúng ta thấy là ở trong ngắn hạn chúng ta đang có một kênh giá tăng như thế này, họ đang phục hồi lên trong thời gian vừa qua. Và để mà chúng ta xem xét về kênh giá tăng này thì anh chị có thể là sử dụng cái trendline. Đây là những cái phương pháp rất là cơ bản để chúng ta xác định về vùng giá thôi anh chị. Chúng ta sẽ nối nhiều nhất những cái râu lại với nhau anh chị. Thì chúng ta đang có một cái trendline khá là đẹp như vậy và đang là một cái trend tăng. Và cái mức độ tăng trưởng này chúng ta nên xem xét một tí về volume nha anh chị. Thì anh chị thấy rằng là gì ạ? Trong thời gian vừa qua khi mà tăng lên á, chúng ta cũng có những cái gọi như là cái đợt volume mua được kích vào thị trường ha. Vẫn có những cái đợt volume mua được kích vào thị trường rất là đẹp và đẩy giá đi lên. Nhưng mà nhìn nhận chung á, nếu mà chúng ta so sánh về cái volume này so với những cái cụm volume mua ở trước đó đi anh chị, cái cú mà chúng ta long từ 182 mấy á, long lên á, thì anh chị thấy là volume tăng lên rất đẹp đúng không ạ? Và sau đó là giảm dần và điều chỉnh. Và hiện giờ trong cái lực tăng thì anh chị thấy được rất là rõ rằng là chúng ta đang có một cái sự điều chỉnh giảm về mặt volume, thì chứng tỏ rằng là cái lực tăng giờ nó chưa có. Và trong đầu tuần này chúng ta cần phải theo dõi rất là nhiều yếu tố về volume nữa anh chị. Nếu như mà cái khu vực hỗ trợ này tiếp tục được đỡ lên thì nó có thể là tạo ra một cái đà gia tăng và thậm chí là vượt qua khỏi cái đỉnh cũ của nó vẫn có thể là xảy ra nha anh chị. Cho nên là chúng ta cần phải nhìn vào volume. Nhưng mà đối với em ở thời điểm này thì em đang chú trọng đến cái vấn đề là em vẫn sẽ short hơn. Và vì sao là như vậy? Thì cái đầu tiên chúng ta thấy là tăng lên mà volume giảm, volume mua giảm. Thứ hai á, là chúng ta đang chưa thiết lập được cái vùng đỉnh cao hơn. Cho nên là em vẫn sẽ dựa vào cái phần cơ bản để chúng ta trading thôi. Thì giống như đợt trước đúng không ạ? Chúng ta cũng trade bằng cách là chúng ta kéo cái trendline này ra. Và khi nào chúng ta bị phá vỡ cái trendline thì chúng ta short. Thì đợt trước chúng ta short ở vùng là 1980 á, 1984 đó chị. Chúng ta short xuống 1929 quá ngon đúng không ạ? Thì thời điểm hiện tại chúng ta cũng vẫn sẽ áp dụng tương tự như vậy thôi. Anh chị có thể thấy được rằng là hiện giờ em sẽ tắt cái volume đi và em bật cái BB lên, volume ZB lên, để anh chị có góc nhìn nó dễ hơn. Đó, thì trong thời gian vừa qua chúng ta có rất là nhiều lần mà volume ZB đã tạo ra những cái mức hỗ trợ và kháng cự rất là tốt nha chị. Đây, hỗ trợ ở đây và tăng lên đúng không ạ? Chúng ta bám sát đối với lại cái volume ZB này, và khi mà nó đạt đến mức đỉnh nó sideways đúng không chị? Nó đạt mức đỉnh nó sideways, nó test nhiều lần nữa ở cái bên trên của cái volume ZB này thì thường là nó sẽ tạo ra những sự điều chỉnh đi xuống. Và thời điểm này chúng ta có trường hợp tương tự, nhưng mà cái phạm vi giá nó đang nhỏ hơn thôi, bởi vì là chúng ta đang nằm ở trong sóng điều chỉnh đúng không ạ? Chúng ta cũng hỗ trợ từ đây, chúng ta lên đúng không ạ? Chúng ta lên, và hiện giờ cái em đang chờ là nó sideways ở đoạn này. Nó sideways ở đoạn này. Và tại sao, cái lý do gì mà nó lại sideways ở đoạn này anh chị? Thì em sẽ tắt cái BB này đi và đưa về khung thời gian là 1 giờ. Thì ở cái khu vực này ấy, hiện giờ thì anh chị thấy là bắt đầu có tín hiệu sideways đúng không ạ? Mới bắt đầu thôi. Và vì sao nó lại giữ giá ở cái mức này anh chị? Thì nếu như anh chị kéo chúng ta sẽ xét theo cái hành vi sóng này, sóng lên nè, điều chỉnh, sóng lên điều chỉnh, thì đây là cái nơi bắt đầu sóng tăng ở cái sóng thứ ba anh chị ha. Thì em sẽ kéo một cái Fibonacci thoái lui từ vùng đáy để xác định hỗ trợ, thì kéo từ đáy lên tới đỉnh.
thì chúng ta có cái ngưỡng là 0.6, 18 và 0.5, và anh chị thấy rằng là nó đóng nến rất chính xác đúng không ạ? Ở khung 1 giờ đóng nến rất chính xác ở quanh khu vực 0.5 này và được hồi lên. À, và được hồi lên thì cái em chờ ở đây á, giống như hồi nãy chúng ta bật cái Bollinger Band chúng ta thấy là L range như thế này, thì cái tỷ lệ điều chỉnh xuống là có đúng không ạ? Thì cái em chờ là nó sideways để nó bám chặt ở 0.5 và 0.618, lúc này nó bứt phá ra thì em sẽ tìm kiếm cơ hội, khi nó retest lại em sẽ short xuống. À, đây là cái em đang suy nghĩ và theo đuổi về cái phương án sẽ trade đối với vàng ở trong thời gian tới, thì anh chị có thể là tham khảo qua đó. Thì anh chị thấy là đây ở khung thời gian là 4 giờ một lần nữa ha, Aaron, thì cái phạm vi nếu mà giá nó về á, hoàn toàn nó có thể về cái vùng đầu tiên là ở đây, cái vùng thứ hai xa hơn là cái vùng ở nét đất này nè anh chị nè, của kênh giá song song đó. Thì đây là cái mà em đang ngắm đến anh chị, thì hãy cùng chờ xem rằng là trong thời gian tới liệu rằng là nó sẽ quay ở đây và nó có thể tạo ra sự bứt phá hay không, khi nó bứt phá xuống và nó chạm đúng cái cạnh trên của kênh song song này, nó chạm cái cạnh trên của kênh song song này, nó có tín hiệu hồi lên. Và khi mà hồi lên như thế này nè mà nó yếu á, thì chúng ta sẽ cần để short, nó sẽ an toàn hơn là cái việc mà chúng ta và để chúng ta short ngay nha chị, rất nguy hiểm ở thời điểm này. Cho nên là hãy đợi những hành vi giá nó phản ứng với lại khu vực là 1974 cho đến khu vực là 1970 ra sao đã. Còn về mặt chỉ báo á, mặt chỉ báo thì anh chị có thể thấy rằng là ví dụ như cluster đi của chúng ta đúng không ạ, nó cũng đã đến cái ngưỡng gì anh chị, quá mua và vẫn đang gọi như là chưa đưa ra cái quyết định rõ ràng rằng là nó có rơi ngay hay không. À, nó chưa có đưa ra quyết định rõ ràng bởi vì là chúng ta thấy là ở trên này chúng ta còn cái vùng hỗ trợ mà. Đó, chúng ta có một vùng hỗ trợ rất là đẹp, thì không phải là 0.618 không đâu anh chị. Khi mà anh chị kéo hộp giá ra này, đây, anh chị kéo hộp giá ra thì anh chị có thể thấy được rằng là có phải là giá phản ứng ở đây rất là nhiều hay không ạ? Thì chứng tỏ đây là khu vực hỗ trợ. Đây là một khu vực hỗ trợ, và khi nào mà chúng ta bứt ra, chúng ta bứt ra ngoài khỏi khu vực hỗ trợ này, hộp hỗ trợ này chúng ta rơi xuống tiếp thì chúng ta sẽ cần để sốc. Đó là cái vấn đề ha, và cluster cũng từ quá mua di chuyển xuống qua bán. Đó, lúc đó chúng ta sẽ thấy được cái sự điều chỉnh. Thời gian vừa qua chỉ báo này đã hữu hiệu khi mà nó ở quá mua một thời gian rất là dài, nó sideways. Và đến cái lúc mà chúng ta vào lệnh short thì anh chị thấy là gì ạ? Nó điều chỉnh về có phải là từ quá mua về qua bán hay không ạ? Và chúng ta ăn được một cái cây lệnh khá là ngon, khá là dài. Đó, và trước đó cũng tương tự vậy thôi. Đó, trước đó cũng tương tự vậy, chúng ta long từ khu vực này. Chúng ta long từ khu vực này. Đó. Từ qua bán đi lên qua mua, từ qua bán đi lên qua mua, chúng ta ăn một cái lệnh cũng rất tốt. Đó, và đây vẫn là cái chỉ báo mà em đang đánh giá khá là cao ở việc là trading ha, thì anh chị có thể là áp dụng nó một cách là miễn phí. Anh chị vào indicator và search đúng cái tên này cho em là được, cluster rồi là được ha anh chị ha. Đó, thì đây là cái cập nhật của em ở trong ngày hôm nay, nhanh chóng dành cho anh chị để anh chị có thể theo dõi tiếp vào thị trường vàng và thời điểm market. Thời điểm này thì thực tế ra mà nói nhá, là chúng ta cứ short mà ăn được khoảng là 50% chặng đường thì chúng ta cứ chốt 50% volume, giờ SL dương, giống như những gì chúng ta vừa làm thời gian vừa qua, cứ làm như vậy thì cái tỷ lệ an toàn chúng ta sẽ cao hơn nha chị nha. Và trong lệnh short trong thời gian tới nếu có những diễn biến gì có thể là vào lệnh được thì em sẽ gọi như là làm video hoặc là thông báo anh chị ở trên Telegram hoặc là Twitter, thì anh chị có thể follow tụi em ở trong thời gian tới ha. Và trong thời gian tới nếu như anh chị muốn kiếm thêm thu nhập đến từ những thị trường xung quanh nữa, không chỉ là vàng, không chỉ là forex, thì anh chị có thể là xem qua về crypto, thì anh chị có thể là giao dịch mua spot này. Có nghĩa là anh chị mua những cái đồng như là Bitcoin hay là ETH vân vân, rất là nhiều đồng khác nhau ở trên sàn giao dịch CoinEx mà đang được hỗ trợ ha. Hoặc ngoài ra anh chị vẫn có thể là trade future nữa, với những cái sản phẩm như là giao dịch future thì nó cũng sẽ có rất là nhiều cặp được niêm yết và cũng như là những cái mức đồng bẫy rất là hấp dẫn để anh chị có thể tham gia và trading theo cái phương pháp của chính mình nhé. Và để mà sử dụng những cái tính năng hấp dẫn đến từ sàn giao dịch CoinEx thì anh chị có thể là click vào cái đường dẫn đăng ký em để dưới phần mô tả video này để ủng hộ team nha. Và cảm ơn tất cả anh chị một lần nữa, và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở trong những nội dung video lần sau.